Xin chào mọi người, lại là Linh đây. Lâu lắm rồi không gặp lại mọi người trên YouTube. Đợt vừa rồi thì Linh nhận được khá là nhiều yêu cầu của mọi người trên IG để làm một video về bộ môn Pilates. Thế nên là ngày hôm nay thì Linh đã quay trở lại với cả mọi người đây. Đây thì là một cái bộ môn mà Linh đã và đang theo đuổi được cũng khá là lâu rồi. Bình thường thì Linh hay share trên story, thế nên là mình cũng nhận được khá là nhiều câu hỏi thường xuyên của mọi người về cái bộ môn này. Nhưng mà story thì sẽ biến mất. Thế nên là hôm nay thì Linh quyết định làm một cái video có footage khoảng tầm 2 tuần mà mình đi tập, và Linh cũng sẽ kết hợp trả lời những câu hỏi mà mọi người thường hay gửi cho Linh về bộ môn này nhá. Và bạn nào mà đã yêu cầu cái video này thì bây giờ bọn mình sẽ bắt đầu luôn vào video ngày hôm nay nhá. Let's go. Linh bắt đầu tập Pilates từ bao giờ? Thì thực ra là Linh bắt đầu tập Pilates chính thức nhất là khoảng tầm ngày 13 tháng 12 năm 2021, Linh vẫn nhớ. Trước đấy thì thực ra Linh có tập cách đây trước một năm rồi, nhưng mà hồi đấy mình đi tập ở đó thì Linh cảm thấy là cái giáo trình nó không có phù hợp, với cả nó cũng không có theo cái cơ thể riêng của mình, thế nên là mình bị kiểu chán tập và bỏ tập luôn, bất cả buổi luôn đấy mọi người. Bẵng đi sau đấy khoảng tầm một năm sau thì Linh có gặp bà Bi trong một cái đợt bọn mình đi cà phê với nhau, và đợt đấy thì Bi đang học ở chỗ Live Pilates, chỗ mà Linh đang học hiện tại á. Và Bi khen cái chỗ này rất là nhiều và bảo là kiểu tập xong á thấy kiểu nâng cao cái nhận thức về cơ thể, cũng như là cảm thấy là tập rất là phù hợp. Thế nên là Linh quyết định là thử lại lần nữa, và từ đấy là dính cho tới bây giờ luôn đó mọi người. Công việc thường ngày của Linh á thì về cơ bản cũng sẽ khá là giống mọi người, đó chính là bị những cái bệnh văn phòng kinh niên như là đau cổ vai gáy. Mặc dù vậy á thì ngoài cái việc là đánh máy tính thì Linh cũng sẽ hay phải là ngồi nhắn tin cũng như là type ở trên điện thoại khá là nhiều, khiến cho những cái nhóm cơ của mình á nó rất là dễ bị căng. Mỗi lần bị căng thẳng quá hay là làm việc quá sức á thì những cái nhóm cơ đấy nó sẽ khiến cho mình bị đau nguyên cả một cái vùng này lên trên cả cổ vai gáy luôn đấy mọi người, và thực sự nó rất là đau đớn và ảnh hưởng đến tâm lý cũng như là cái lịch trình công việc của mình nói chung. Thì trước đấy thì Linh cũng không có để ý đến về cái tư thế của mình khi ngồi hay là khi đi đứng đâu. Chính vì vậy thì khi mà Linh bắt đầu đi tập Pilates á thì Linh quan tâm đến hai vấn đề mà Linh muốn điều chỉnh, đó chính là mình muốn là đỡ bị đau cái vùng cổ vai gáy hơn, và mình muốn là điều chỉnh cái tư thế của mình tốt hơn. Sau một thời gian tập thì Linh nhận thấy được có rất là nhiều những cái lợi ích sức khỏe khác, đó chính là cái độ bền cũng như là sức khỏe của Linh nói chung được cải thiện rất là đáng kể. Hồi trước thì phần body phía trên của mình, upper body rất là yếu, tập rất là run rẩy, không có sức lực gì luôn, nó không thể nào mà ủ cũng như là không thể nào mà hỗ trợ đỡ được cái phần thân trên của mình cho những cái động tác mà ùn đẩy chẳng hạn. Nhưng mà bây giờ thì đã khá rất là nhiều, những cái nhóm cơ lõi của mình nữa cũng được cải thiện và trở nên khỏe hơn. Thế nên là cái sức bền này cũng như độ dẻo dai và cách mà mình học để có thể điều khiển được cơ thể ấy, nó cũng tăng lên rất là đáng kể. Chưa kể nữa là bộ môn Pilates sẽ còn giúp Linh tập luyện cũng như là sử dụng được những cái nhóm cơ mà mình ít dùng hay là còn yếu, để cho toàn bộ các nhóm cơ trên cơ thể của mình được khỏe mạnh đồng đều hơn. Bởi vì thực tế là các nhóm cơ trong cơ thể của mình nó đều liên kết với nhau, cái này mà phải gồng hơn cho cái kia thì lâu dần nó sẽ bị quá sức chịu đựng và khiến cho bọn mình bị đau đớn nhiều hơn. Nói chung là bây giờ thì Linh cảm nhận được là cơ thể của mình có sự linh hoạt này, cũng như là độ săn chắc hơn rất là nhiều, và đặc biệt nữa là mình cảm thấy là mình có thể điều khiển này, cũng như là nhận thức được về cơ thể của mình nói chung nhiều hơn và vượt trội hơn so với cả ngày xưa cực kỳ là nhiều luôn đó mọi người. Và mỗi khi mà Linh bị stress bây giờ về công việc là mỗi lần mình đi tập xong mình cảm thấy là khỏe khoắn hơn này, cũng như là thoải mái hơn, và tinh thần nó được trở về trạng thái nó cân bằng hơn rất là nhiều. Hiện tại thì Linh đang tập ở hệ thống phòng tập Line Pilates nha mọi người ơi. Cái phòng tập này thì cô chủ tên là Jun và cô ấy là người Hàn, Linh cũng có gặp khá là nhiều lần khi mà mình đi tập. Cái hệ thống này thì Linh thấy là có khá là nhiều những chi nhánh ở quận 1 này, quận 2 và quận 7. Phòng tập mà Linh tập thì ở quận 7 nha, và giáo viên của mình tập thì là Senior Instructor có tên là cô Joy. Và thực sự là khi mà mình tập Pilates thì Linh cảm thấy là được truyền cảm hứng rất là nhiều nhờ vào giáo viên của mình, bởi vì cái hồi đấy Linh mới đến tập, từ cái buổi đầu tiên mình tập thử trial này với cả được body assessment, thì mình đã cảm thấy là ở đây có một cái quy trình cũng như cách dạy của giáo viên ấy, nó rất là bài bản và cực kỳ là truyền cảm hứng luôn. Và sau này thì Linh mới phát hiện ra là ở phòng tập này thì họ dạy theo cái chứng chỉ là Basic Pilates, là một trong 8 cái chứng chỉ về Pilates mà kiểu được công nhận ở trên thế giới. Thế nên là giáo án ở đây này cũng như là các giáo viên ở đây thì luôn luôn được cập nhật những cái giáo trình mới nhất, update từ Basic Pilates của Hàn cũng như là Mỹ. Linh còn phát hiện ra thêm là tất cả những cái máy tập, equipment mà Linh dùng ở phòng tập thì đều là nhập khẩu của Basic Pilates hết. Thế nên là Linh cảm thấy rất là yên tâm khi mà đầu tư cho sức khỏe của mình đây
Với các yếu tố kể trên thì thực sự là phòng tập Live Pilates có cái mức giá khá là cao, gần như là top ở Sài Gòn luôn rồi mọi người. Linh sẽ để bảng giá của Live Pilates ở đây để mọi người tham khảo thêm nhé. Mặc dù vậy thì đối với mình đây là một cái khoản đầu tư rất là đáng cho sức khỏe, bởi vì nó sẽ giúp cho tinh thần của mình này cũng như cơ thể của mình được trở nên tốt hơn mỗi ngày, và nhờ vậy thì công việc của mình cũng như là tinh thần của mình ấy nó cũng đi lên theo. Thế nên là Linh vẫn rất là happy và sẵn sàng chi một khoản để đầu tư cho sức khỏe như vậy khi mà mình đi tập Pilates ở Live Pilates. Một câu hỏi nữa mà Linh rất là hay nhận được của các bạn đó chính là yoga thì khác gì với cả Pilates. Sau khi mà đã hỏi cũng như là tìm hiểu thêm thì Linh sẽ share cả mọi người cái sự khác nhau giữa yoga và Pilates nhé. Bộ môn Pilates thì ra đời sau bộ môn yoga mọi người, nhưng mà đối với cả điểm tương đồng thì cả hai bộ môn này đều cần sự nhẫn nại của mọi người này, và cần cái sự phối hợp nhịp nhàng giữa cơ thể cũng như là nhịp thở khi mà bọn mình tập. Cả hai bộ môn này thì cũng sẽ cải thiện độ dẻo dai cũng như là sức bền của cơ thể của mình. Điểm khác biệt đầu tiên để mọi người có thể dễ nhận thấy đó chính là khi mà tập yoga thì mọi người sẽ hít vào bằng mũi và thở ra cũng bằng mũi luôn. Còn khi mà tập Pilates thì bọn mình sẽ hít vào bằng mũi nhưng mà sẽ thở ra bằng miệng để có thể siết chặt cái cơ bụng hơn. Do bộ môn Pilates thì Linh thấy là sẽ tập trung chủ yếu vào xây dựng cái nhóm cơ lõi cho nó khỏe hơn. Thế nên bọn mình sẽ phải siết cái cơ bụng nó chắc hơn nữa. Một điểm khác nữa đó chính là khi mà tập yoga thì mọi người thường sẽ phải giữ một cái tư thế tĩnh khá là lâu để có thể là tập trung xây dựng cái nhóm cơ lớn cũng như là sức bền và để cân bằng tâm trí của mọi người. Còn đối với cả bộ môn Pilates thì bọn mình sẽ di chuyển liên tục theo từng nhịp thở để tác động tập trung hơn vào những cái nhóm cơ nhỏ cũng như là những cái nhóm cơ lõi trên cơ thể. Ai cũng có thể tập được Pilates nha mọi người, dù là mọi người là nhân viên văn phòng này, mẹ bỉm sữa này, phụ nữ đang mang thai này, vận động viên này, kể cả các bạn mà có thể đang bị chấn thương thì mọi người vẫn có thể tập Pilates được khi mà có giáo trình cụ thể á. Bạn gửi câu hỏi cho Linh thì có đặt một câu hỏi cụ thể hơn là cổ tay bị tràn dịch thì có tập được không? Thì câu trả lời là có nha mọi người. Giáo viên hướng dẫn sẽ giúp cho mọi người tập những cái bài mà tránh sử dụng đến phần cổ tay, nhưng mà tập trung tăng cường vào làm ổn định phần bả vai này cũng như là sự linh hoạt ở khớp vai của mọi người hơn. Người tập thì vẫn cần có sự can thiệp của y khoa và vẫn nên đi điều trị song song cùng với cả bác sĩ vật lý trị liệu nha. Tập Pilates thì bọn mình sẽ được hướng dẫn những cái chuyển động để có thể giúp cải thiện này, cũng như là khắc phục cho đúng cái cơ chế chuyển động của nhóm cơ xương khớp, giúp cho bọn mình có thể giảm thiểu được những cái chấn thương ở trong tương lai này, và thậm chí là có thể giúp bọn mình giảm đau được nữa. Phòng tập có khóa tập cho bà bầu không? Như là Linh có chia sẻ ở trên thì khi mà phụ nữ đang mang thai và đang bầu thì mọi người vẫn có thể đi tập Pilates bình thường được nha. Mặc dù vậy thì theo như Linh biết là phòng tập Linh đang theo học thì không có cái khóa tập riêng dành cho bà bầu. Mặc dù vậy, nếu như mà mọi người học cái lớp 1-1 cá nhân hóa giống như Linh và có giáo viên dạy riêng là Senior Instructor thì mọi người hoàn toàn có thể yêu cầu giáo viên của mình làm ra một cái giáo trình giáo án phù hợp với cả cơ thể của bọn mình tại thời điểm lúc bấy giờ, kể cả lúc mà đang bầu. Thế nên là hoàn toàn có thể có những cái bài tập để phù hợp hơn. Tập Pilates thì có đốt được nhiều calories hay không? Đây là cái câu hỏi mà Linh nghĩ là mọi người khá là quan tâm. Thì theo như là Linh tìm hiểu, nếu như mà cái mức độ level mọi người tập là mới ban đầu intermediate thì sau mỗi buổi tập khoảng tầm 1 tiếng một buổi thì mọi người sẽ đốt được khoảng tầm 175 calories. Ở những cái cấp độ nâng cao hơn tùy theo trình độ level của mọi người thì sau mỗi buổi tập khoảng tầm 1 tiếng thì sẽ đốt được khoảng tầm 250 cho đến khoảng tầm 500 calories một buổi nhé. Về bản chất thì Pilates là một bộ môn tập low impact, thế nên là không thể nào mà giảm cân nhanh như là tập gym và kết hợp với cả cardio được. Và ngoài ra thì nó cũng tùy theo cái cấp độ level của mọi người, kết hợp với cả lối sống này cũng như là chế độ ăn uống của mọi người nữa. Thế nên là mọi người hãy tham khảo cái thông tin ở trên nha. Khi mà tập Pilates đều thì tất nhiên là mọi người vẫn có thể sẽ giảm cân được nha. Nếu mà mọi người vừa muốn giảm cân nhanh này nhưng mà vừa muốn giúp cho cơ thể của mọi người khỏe hơn thì mọi người nên tập Pilates kết hợp cùng với cả những bài tập cardio để vừa giảm cân nhanh chóng nhưng mà vừa vẫn giúp cho body của mọi người nó săn chắc, nó khỏe mạnh và nó có cái độ linh hoạt nhất định. Và đó là tất cả những câu hỏi về bộ môn Pilates mà Linh đã nhận được từ mọi người ở trên Instagram. Linh mong là mọi người sẽ thấy video ngày hôm nay có ích cho những bạn mà đang muốn tìm hiểu cũng như là chuẩn bị đi tập Pilates. Và Linh mong là mọi người sẽ có một cái cơ thể thật là khỏe mạnh cũng như là giúp cho bọn mình có tinh thần thật là vui vẻ nha. Và Linh sẽ hẹn gặp lại mọi người vào trong các chủ đề video tiếp theo cũng như là trong các vlog trong thời gian tới trên YouTube. Thế nên mọi người đừng quên là hãy nhấn subscribe cũng như là like video này để ủng hộ Linh nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo. Bye bye!